cá lòng tông. Bà con ta biết cá lòng tông hết phải không bà con? Cá lòng tông tốt vô cùng khi người ăn cá lòng tông, chứ không vậy không. Nhưng mà riêng có số người này và bệnh này thì thấy người ta ăn tốt mình cũng ăn là không được. Đó là những người không nên ăn cá lòng tông, là những người có bệnh huyết áp cao, những người bị bệnh phù thủng, sơ gan, suy tim, suy thận, là vui lòng đừng ăn cá lòng tông cho nó tốt cho căn bệnh của mình và sức khỏe của mình. Đó là những người không nên ăn cá lòng tông, là người có bệnh huyết áp cao, phù thủng, sơ gan, suy tim, suy thận, là vui lòng đừng ăn cá lòng tông bà con nha. Đừng ăn cá lòng tông. Ngoài ra cá lòng tông nó tốt và tốt cho sức khỏe vô cùng bà con ạ. Đó, chúng hay không? Bởi vì ăn cá lòng tông là nó dễ tiêu hóa, nó không làm cho tăng cân, giảm được mỡ máu, tốt cho gan, cho người lớn tuổi, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Wow, tốt chưa? Xương khớp, tim mạch, tiểu đường, uống rượu và say rượu nó sẽ tốt, và nó tốt cho những trường hợp như vậy. Nhưng mà chúng ta không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Tốt mà chúng ta chỉ nên ăn là chứ không phải là ăn hùm ba lăng ăn như các loại cá khác đó. Nhưng mà không phải ăn liên tục, ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày. Ta ăn bình thường cá lòng tông này cũng giống như những loại cá khác bình thường thôi, nhưng mà ăn 6 ngày liền phải nghỉ một ngày. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào. Woo.